Nếu là chúng ta nhìn cuộc sống cũng không nên lý tưởng hóa. Tại vì mục tiêu của giáo dục hay nói chung và mục tiêu của sự học nói riêng không phải là đào tạo ra những doanh nhân tuyệt vời, những doanh nhân tốt hay là đào tạo những con người tốt. Trong cái đạo học của trường Tây nói riêng và đạo học của IPL, của trường Tây nói chung và của IPL nói riêng, thì chúng tôi không nỗ lực đào tạo ra những cái good person hay là good people hay là good leader. Chúng tôi không có chủ đích đó và không có mục tiêu đó. Chúng tôi chỉ có mong muốn hướng đến trong cái mục tiêu giáo dục của mình cũng như trong mục tiêu sự học của các doanh nhân học viên, đó là tạo ra những cái better leader, better people, là những con người tốt hơn và những doanh nhân tốt hơn, chứ không có tốt. Bởi vì nếu mà đào tạo một lãnh đạo tốt và một người tốt thì có nghĩa sự học sẽ dừng lại. Và thực ra trên đời này cũng không có người tốt và lãnh đạo tốt, và chỉ có phải tốt hơn mỗi ngày. Dạ được. Alo, em chào anh. Em là Long, B1S Tech, bên về ngoại ngữ. Em cũng là bên mạng giáo dục. Em cũng tìm hiểu và cũng khá ngưỡng mộ anh. Em có một câu hỏi như thế này. Hôm nay chúng ta bàn về chủ đề là lãnh đạo, và cái câu hỏi đặt ra ở mệnh đề đầu đó là định nghĩa lại lãnh đạo, tìm ra thế hệ doanh nhân mới. Vậy thì anh cho em hỏi, cái thế hệ doanh nhân hiện tại của Việt Nam á, là những thế hệ nào? Thứ hai là chúng ta có một những cái mẫu thông thường á, là những cái thế hệ của người Việt Nam, hay chúng ta hay nhìn vào những cái mẫu về thế hệ lãnh đạo ở trên thế giới để noi theo? Thì trong đó, nếu mà kể ở châu Âu, châu Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy được những cái con người về lãnh đạo như là những cái thế hệ vào năm 2000 đầu đi, thì chúng ta thấy Bill Gates, Steve Jobs, hay là đến 10 năm sau thì chúng ta sẽ thấy được như là Mark Zuckerberg, hay là một cái CEO của Twitter chẳng hạn, khá là nổi tiếng. Và đến hiện tại chúng ta thấy CEO của Tesla, đó là Elon Musk. Đó là những cái mẫu hình lãnh đạo mà thế hệ trẻ thế giới đang nhìn theo. Thì em quay về châu Á một chút. Đó là chúng ta thấy những cái thế hệ lãnh đạo của năm 2000 hay trước đó, như là những thế hệ lãnh đạo của Sony, Honda, và qua Hàn Quốc thì chúng ta thấy Samsung, LG, Hyundai. Thì có Chung Ju Yang hay một số thế hệ anh đó đi trước, em thấy cũng họ đi từ cái con số 0 đi lên và bằng cái bước chân của họ. Và đi qua đầu những cái năm thế kỷ tiếp theo thì chúng ta thấy những cái con rồng khá nổi tiếng của thế giới, những doanh nhân của châu Á như là những cái anh của Samsung, những thế hệ mới đó. Thì em muốn quay lại Việt Nam, thì em muốn hỏi anh, đó là những cái thế hệ ở hiện tại chúng ta có Hoàng Anh Gia Lai, Thaco, Vingroup. Vậy thì anh muốn một cái thế hệ lãnh đạo doanh nhân mới của Việt Nam nó có hình dáng như thế nào, có đặc điểm gì? Và cái đó là em muốn hỏi anh Trung. Anh Trung cho em một cái góc nhìn về cái có thể là 10 năm tới anh hy vọng cái đội ngũ lãnh đạo mới, doanh nhân mới của Việt Nam, họ sẽ là ai và bóng dáng của họ như thế nào. Em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn câu hỏi của một người là thầy giáo, đúng không? Dạ, cảm ơn thầy giáo đã đặt một câu hỏi rất khó. Thì tôi có thể trả lời nhanh là hình dáng của thế doanh nhân mới của người Việt Nam trong tương lai, thì tôi nhìn thấy chắc chắn họ là người Việt Nam đó. Đó là hình dáng thứ nhất. Hình dáng thứ hai thì hồi nãy chúng ta đã nói nhiều rồi, không có hình dáng nào cố định hết. Mỗi người hãy be yourself. Chúng ta đừng có học theo Zuckerberg, cũng đừng theo học theo Elon Musk, cũng đừng học theo Phạm Nhật Vượng, cũng đừng theo học theo Jack Ma, bởi vì họ là họ, mình là mình. Be yourself. Thứ nhất là chúng ta đều hình dáng tương lai của doanh nhân Việt Nam thì tôi thấy họ đều là người Việt Nam. Hình dáng thứ hai là họ không có nên giống ai trong cái số những người hiện nay. Và thứ ba nữa là chúng ta mong muốn hướng đến một cái thế hệ, còn có hướng hay không đó là tùy từng người. Đó là hướng đến một thế hệ kinh doanh doanh nhân là có một cái khát khao tiến xa cùng đất nước, cùng với thế giới, và có không chỉ có năng lực lãnh đạo và có cái chiều sâu văn hóa, có tính nhân bản và có tinh thần dân tộc, và không xem kinh doanh không chỉ thuần túy là kiếm tiền hay là kiếm tiền bằng mọi giá, mà kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm dịch vụ của mình. Và đó là cái sinh thế hệ doanh nhân mà chúng ta hướng đến, bất kể là doanh nhân cũ hay là doanh nhân mới. Và cái doanh nhân chân dung này nó không phải là bằng một cái hình ảnh, mà bằng một cái nguyên lý, bằng một cái tư tưởng, bằng một cái lý tưởng chung của một cộng đồng doanh nghiệp mà chúng ta hướng đến. Với thứ hai nữa là chúng ta nhìn cuộc sống cũng không nên lý tưởng hóa.
Tại vì mục tiêu của giáo dục hay nói chung và mục tiêu của sự học nói riêng không phải là đào tạo ra những doanh nhân tuyệt vời, những doanh nhân tốt hay là đào tạo những con người tốt. Trong cái đạo học của trường Tây nói riêng và đạo học của IPL, của trường Tây nói chung và của IPL nói riêng, thì chúng tôi không nỗ lực đào tạo ra những cái good person hay là good people hay là good leader. Chúng tôi không có chủ đích đó và không có mục tiêu đó. Chúng tôi chỉ có mong muốn hướng đến trong cái mục tiêu giáo dục của mình, cũng như trong mục tiêu sự học của các doanh nhân học viên, đó là tạo ra những cái better leader, better people, là những con người tốt hơn và những doanh nhân tốt hơn, chứ không có tốt. Bởi vì nếu mà đào tạo một lãnh đạo tốt và một người tốt thì có nghĩa sự học sẽ dừng lại. Và thực ra trên đời này cũng không có người tốt và lãnh đạo tốt, và chỉ có phải tốt hơn mỗi ngày. Nên cái đích đến của giáo dục và đích đến của lãnh đạo và đích đến của sự học cũng chỉ có một từ thôi, đó là better, tốt hơn. Và nếu như một cái hướng đến và cái đó chúng ta thấy khả thi, đúng không? Ngay cả như một cái người mà một cái người ăn trộm ăn cướp người, thì nếu họ đi học thì mình cho họ đi học không? Cho chứ. Nếu mà trước khi đi học ăn trộm ngày 10 con gà, học xong có bỏ nghề ăn trộm không? Không. Sao bỏ được? Lâu nay em làm nghề ăn trộm, bỏ nghề ăn trộm sống bằng gì? Em vẫn tiếp tục hành nghề chứ. Nhưng mà học xong á thì cái khả năng ăn trộm của em nó cũng khác. Và cái mục tiêu ăn trộm của em nó khác. Trước đây em ăn trộm 10 ngày 10 con, thì bây giờ em chỉ có ăn trộm ngày 5 con thôi. Và em chỉ nhắm nhà nào giàu em trộm, nhà nào nghèo em tha. Tức là trộm nhân bản. Thì đó chính là sự phát triển của con người sau trong cái sự học và giáo dục. Chứ không phải là học xong là em bỏ nghề ăn trộm. Không dễ dàng, đời người không dễ dàng như thế. Sự thay đổi của con người không dễ như thế. Nhưng mà sau khi em làm trộm, làm ngày năm con, mà sau đó thì em thấy ăn trộm nó kỳ quá, thì em kiếm một nghề em học à, rồi sau đó em thấy em bỏ nghề ăn trộm luôn và em chọn một nghề mới. Và đó là cái hành trình thay đổi và phát triển của con người, là không dừng lại và liên tục. Là chúng ta lúc nào cũng trở thành một cái better me, một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Và nếu nhìn rộng ra quốc gia cũng vậy, nếu chúng ta có rất nhiều người trong xã hội này hướng đến mục tiêu là một cái better me, một phiên bản tốt hơn của chính mình, thì mình cũng sẽ tốt hơn, tổ chức mình sẽ tốt hơn, gia đình mình cũng tốt hơn, và xã hội mình cũng vì đó mà tốt lên. Chứ tôi nghĩ mình không nên lấy một cái doanh nhân hình mẫu nào đó để mà theo cả. Tại vì chúng ta mỗi hãy là chúng ta là chính mình đó, là một cái chủ thể duy biệt, không giống ai cả. Chúng ta có nhân tính, chúng ta có quốc tính, và chúng ta có cái cá tính của mình. À, cảm ơn câu hỏi của thầy giáo. Dạ. Dạ, xin chào.